Xin chào các bạn, thì Tion sẽ quay lại phát triển kênh YouTube của mình cùng với cái team hỗ trợ ở bên Canada và ở bên Nga, nên kênh của Tion sẽ nói chủ yếu là tiếng Anh ở trong đó. Còn tất cả những video này Tion đã chia sẻ ở chế độ Ready Comment, các bạn có thể download về để làm kênh YouTube cho mình. Nếu mà các bạn ủng hộ Tuyun á thì chỉ cần nhấn vào cái đường link này ở trên trang cộng đồng tôi chia sẻ, nhấn vô đây cùng chạy bộ với Tuyun để kiếm tiền cứu đại dương nha. Còn Tuyun sẽ tặng cho các bạn các kênh YouTube mà Tuyun đang phát triển. Đây, kênh Hải Vương, kênh Chàng Tiên Cá, kênh Nam Nhân Ngư, tên Ngư Phủ, kênh Tiên Cá, kênh Người Cá. Mấy cái kênh này thật ra là kênh Nàng Tiên Cá. Mấy kênh này chỉ cần lấy clip của Tuyun đăng lên thôi là người ta sẽ coi rất là đông, và các bạn được quyền lấy những clip của Tuyun chia sẻ miễn phí. Đó, các bạn có thể dùng. Tuyun sẽ tặng kênh này lại cho fan nha, nhiều kênh lắm. Không có bán kênh YouTube nữa, tặng mới tặng kênh phóng sinh cho bạn nè. Đó. Nên bây giờ bạn nào mà muốn thì liên hệ Tuyun trên fanpage nha. Tuyun thì bây giờ chỉ liên hệ với mọi người trên fanpage thôi. Đây, lên fanpage của Tuyun là các bạn có thể, các bạn muốn hỏi nói chuyện gì với Tuyun nó thì lên fanpage Facebook, nhấn vô đây nè. Đó, đấy, các bạn nhắn tin vô trong này xin xin kênh Facebook thì Tuyun sẽ cho nha. Ưu tiên cho những bạn đã mua đồ bơi tiên cá của Tuyun thì sẽ được tặng kênh YouTube có giá trị cao. Và thế là các bạn về cứ thải video của Tuyun về bên trình duyệt cóc cóc rồi up lên đây, chắc chắn kênh sẽ nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền nha. Rồi, tạm biệt.